Quần vợt xe lăn không chỉ là một môn thể thao mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và nghị lực vượt qua giới hạn. Tại Paralympic 2024, Hà Lan tiếp tục là cường quốc số 1 thế giới trong môn này, với khả năng thâu tóm huy chương vàng ở nhiều nội dung thi đấu. Đặc biệt, quần vợt xe lăn đơn nữ là nội dung sở trường mà Hà Lan đã thống trị từ năm 1992. Các vận động viên như Lisa Brook đã trở thành huyền thoại với khả năng không thể bị đánh bại. Lịch sử quần vợt xe lăn bắt đầu từ năm 1976, khi Brett Park, một cựu vận động viên trượt tuyết nghệ thuật, gặp phải chấn thương nặng và bị tê liệt. Từ đó, ông đã biến những bài tập trị liệu vật lý với tennis thành nền tảng cho môn thể thao mới này. Từ những giải đấu nhỏ lẻ, quần vợt xe lăn đã phát triển thành một hệ thống giải đấu quốc tế quy mô lớn với hơn 140 giải đấu trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của quần vợt xe lăn là các vận động viên có thể đợi bóng chạm đất hai lần trước khi tấn công, tạo nên một trải nghiệm thi đấu khác biệt so với quần vợt truyền thống. Hơn nữa, các quy tắc khác như kích thước sân, cách tính điểm hay luật giao bóng đều tương tự, tạo điều kiện cho sự so sánh và hấp dẫn giữa hai loại hình này.